Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ Bảy ngày 16 tháng 4 của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Thưa quý vị và các bạn, phát triển cây mắc ca là chủ trương lớn của tỉnh, góp phần đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tạo ra giá trị hàng hóa, đem lại nguồn thu nhập và nâng cao đời sống nhân dân các dân tộc. Chính vì vậy, tỉnh Điện Biên đã tạo mọi điều kiện tốt nhất để kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư trồng cây mắc ca. Qua đánh giá hơn 10 năm triển khai, cây mắc ca khá phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương và hứa hẹn sẽ là cây chủ lực trong công tác xóa đói giảm nghèo của Điện Biên. Tuy nhiên, mặc dù tỉnh đã luôn đồng hành cùng các nhà đầu tư, song quá trình triển khai thực hiện dự án tại các địa phương vẫn gặp không ít khó khăn. Và đây cũng là nội dung được chúng tôi đề cập đến trong chương trình thời sự tối nay. Trước hết là một số tin tức đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay 16 tháng 4, thành phố Điện Biên Phủ tổ chức lễ công bố nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và gắn biển tên đường mùng 7 tháng 5, chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố Điện Biên Phủ, 18 tháng 4 năm 1992, 18 tháng 4 năm 2022. Dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Mùa A Sơn, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Theo nghị quyết số 90 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ngày 2 tháng 4 năm 2022, dự án đường 60m được đặt tên là đường mùng 7 tháng 5, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt có tổng mức đầu tư là 410 tỷ đồng, trong đó vốn tái định cư Thủy điện Sơn La là 294 tỷ đồng, vốn từ ngân sách do tỉnh quản lý là 116 tỷ đồng, với tổng chiều dài gần 1,6 km. Dự án chính thức hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng từ ngày 31 tháng 12 năm 2021. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Thành Đô, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đánh giá cao những thành tích mà thành phố đã đạt được. Đồng chí nhấn mạnh, việc lựa chọn tên con đường đẹp nhất, quy mô nhất trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ mang tên đường mùng 7 tháng 5 gắn liền với ngày kỷ niệm chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử và tổ chức gắn biển tuyến đường vào dịp kỷ niệm 30 năm ngày thành lập thành phố Điện Biên Phủ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện lòng tự hào dân tộc và ghi nhớ lịch sử của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc Điện Biên. Kết quả đó không chỉ là niềm vui, phấn khởi, tự hào của người dân thành phố Điện Biên Phủ, mà còn là động lực, là bệ phóng quan trọng để thành phố vững bước phát triển và hội nhập trong giai đoạn mới. Chiều nay 16 tháng 4 tại thành phố Điện Biên Phủ, Hiệp hội các đô thị Việt Nam cụm các đô thị vùng Tây Bắc tổ chức hội nghị giao ban cụm các đô thị vùng Tây Bắc với chủ đề Quản lý và phát triển đô thị xanh, thông minh, bền vững. Dự hội nghị có các đồng chí Phạm Đức Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo thành phố Điện Biên Phủ, đại diện các sở ban ngành của tỉnh Điện Biên và đại diện lãnh đạo của 10 đô thị thành viên gồm các thành phố Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang, Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Yên Bái và các thị xã Mường Lây, Nghĩa Lộ. Năm 2021, cụm đô thị vùng Tây Bắc tiếp tục thực hiện phong trào thi đua xây dựng đô thị xanh sạch đẹp gắn với chủ đề xây dựng đô thị phát triển bền vững và thân thiện với môi trường. 10 đô thị thành viên tích cực tham gia các hoạt động phong trào thi đua của Hiệp hội đô thị phát động, tổ chức các chương trình học tập, tìm hiểu, trao đổi kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị, trật tự đô thị giữa các đô thị trong và ngoài cụm, chủ động xây dựng các đô thị ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp, văn minh hiện đại. Riêng tại thành phố Điện Biên Phủ, đơn vị đăng cai tổ chức hội nghị cụm các đô thị vùng Tây Bắc năm 2021, công tác xây dựng đô thị xanh sạch đẹp đã có bước chuyển mạnh mẽ với kết quả chấm điểm theo 15 tiêu chí do Hiệp hội các đô thị Việt Nam ban hành đạt 97 điểm, góp phần tạo thế và lực để xây dựng, phát triển thành phố theo định hướng đô thị loại 2. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Đức Toàn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đồng chí Nguyễn Thị Kim Sơn, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội các đô thị Việt Nam, biểu dương chúc mừng những kết quả nổi bật của cụm đô thị vùng Tây Bắc đạt được. Khẳng định hội nghị là cơ hội để các đô thị thành viên trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, những cách làm hay trong quá trình thực hiện nhằm xây dựng, phát triển các đô thị trong vùng thực sự xanh sạch đẹp, tạo nên kiến trúc hài hòa, đậm nét, phù hợp với cảnh quan và truyền thống của vùng Tây Bắc. Đồng thời, các đồng chí mong muốn những thành viên trong cụm đô thị vùng Tây Bắc tiếp tục đẩy mạnh phát triển đô thị, vừa thông minh, bền vững, vừa duy trì bản sắc văn hóa, nét đặc thù riêng và truyền thống của vùng Tây Bắc.
Nhân dịp này, Hiệp hội đã bình xét đô thị xanh sạch đẹp năm 2021, đề nghị Bộ Xây dựng tặng bằng khen cho 3 đô thị là thành phố Yên Bái, thành phố Lào Cai và thành phố Điện Biên Phủ, đồng thời trao cờ luân lưu cho thị xã Sapa, tỉnh Lào Cai là đơn vị đăng cai năm 2023 với chủ đề Thực trạng công tác quản lý thoát nước và xử lý nước thải, giải pháp cho các đô thị miền núi phía Bắc. Trước đó, đoàn đại biểu các đô thị thuộc cụm đô thị vùng Tây Bắc đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ A1. Thưa quý vị và các bạn, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh, những năm qua, để xây dựng thành phố Điện Biên Phủ phát triển xứng tầm, văn minh hiện đại, thành phố đã vừa tập trung điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung, vừa đẩy mạnh kêu gọi thu hút các nhà đầu tư chiến lược có thế mạnh triển khai xây dựng các dự án trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung đã cơ bản hoàn thành, góp phần tô thêm vẻ đẹp của thành phố và mang vóc dáng của một đô thị văn minh hiện đại, xứng tầm là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của tỉnh. Để có được như hôm nay, những năm qua, thành phố Điện Biên Phủ đã chủ động xây dựng, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch, hoàn thiện hồ sơ chương trình phát triển đô thị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 để trình UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 để thực hiện các công trình dự án lớn quan trọng trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của thành phố. Để thực hiện cái việc này, tôi cho rằng là câu chuyện đầu tiên mà cái yếu tố đầu tiên hết sức quan trọng đó chính là vấn đề quy hoạch. Rất mừng là trong cái năm 2022, đây là cái giai đoạn đầu kỳ 2021-2030, để chúng ta được phép điều chỉnh, bổ sung, cập nhật cái quy hoạch cho nó phù hợp hơn. Thì hiện nay chúng tôi đang hết sức quan tâm, chú trọng, phối hợp với các sở ngành chức năng trong vấn đề là cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thành phố Điện Phủ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây sẽ là một cái cơ sở, một cái tiền đề dẫn lối cũng như là cái động lực cho thành phố Điện Phủ phát triển trong cái tương lai tới. Đặc biệt, để phấn đấu thành phố Điện Biên Phủ đạt tiêu chí đô thị loại 2 vào năm 2025, đáp ứng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, ngoài thực hiện quy hoạch, nhiều dự án phát triển đô thị thành phố Điện Biên Phủ đã quy hoạch, đầu tư nâng cấp, xây dựng mới nhiều tuyến đường giao thông trọng điểm như dự án nâng cấp đường Võ Nguyên Giáp, dự án đường 60m và dự án hạ tầng kỹ thuật khung cùng nhiều tuyến đường giao thông quan trọng khác. Trên cơ sở các cái cụ thể, các cái đồ án quy hoạch chi tiết mà hiện nay có các cái nhà đầu tư, các cái doanh nghiệp, các cái tổ chức cá nhân đề xuất nghiên cứu thì chúng tôi đã tích hợp vào cái đồ án quy hoạch chung, quy hoạch phân khu của thành phố Điện Biên Phủ để có những cái nghiên cứu điều chỉnh bổ sung cho nó phù hợp hơn với giai đoạn trước. Đồng thời thì nó nhất cái quan điểm là quy hoạch nó phải có tầm nhìn và dài hạn và đảm bảo cho cái định hướng phát triển kinh tế xã hội của thành phố trong tương lai. Song song với công tác điều chỉnh quy hoạch, thành phố cũng chú trọng đến công tác kêu gọi thu hút đầu tư vào ngành lĩnh vực được xác định giàu tiềm năng của thành phố như thương mại, dịch vụ, du lịch, bất động sản. Hiện tại nhiều tập đoàn lớn như Vingroup, Sun Group, FLC, Hải Phát đang bước đầu triển khai các dự án đầu tư tại thành phố Điện Biên Phủ, đặc biệt là dự án nâng cấp mở rộng cảng hàng không Điện Biên đã được triển khai và dự án trung tâm thương mại và nhà ở thương mại thành phố Điện Biên Phủ của tập đoàn Vincom Retail thuộc tập đoàn Vingroup đã khởi công xây dựng, đánh dấu sự phát triển trong thu hút đầu tư của thành phố và là minh chứng cho khát vọng phát triển của thành phố Điện Biên Phủ nói riêng, tỉnh Điện Biên nói chung. Lý do chúng tôi quyết định đầu tư tại thành phố Điện Biên Phủ thì thứ nhất là sứ mệnh của tập đoàn Vingroup chính là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người. Lý do thứ hai để chúng tôi quyết định tại đầu tư tại Điện Biên là vì chúng tôi đánh giá rất cao tầm quan trọng tiềm năng phát triển của tỉnh. Điện Biên là một trong hai tỉnh trong cả nước có đường biên giới với hai quốc gia, là ở ngã ba biên giới giáp với Lào và Trung Quốc, được xem là cửa ngõ giao thương của vùng Tây Bắc Việt Nam, có vị trí rất trọng yếu về quốc phòng và an ninh và là đầu mối rất quan trọng giao thông giữa khu vực với các tỉnh của Bắc Lào, Vân Nam, Trung Quốc. Đặc biệt là Điện Biên lại còn có sân bay riêng, đây là tiềm năng rất lớn để phát triển về du lịch cho tỉnh Điện Biên. Với việc đẩy mạnh công tác quy hoạch gắn với thu hút đầu tư trong những năm qua đã tạo cho bộ mặt đô thị thành phố Điện Biên Phủ không chỉ khang trang, bề thế mà còn hướng tới một đô thị văn minh, hiện đại, năng động và thân thiện với môi trường trong tương lai gần.
Mặc dù chịu ảnh hưởng lớn từ dịch bệnh COVID-19, song quý 1 năm 2022, Cục Thuế Điện Biên thu ngân sách nhà nước đạt trên 366 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Trung ương giao. Kết quả này có được là nhờ việc thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp quản lý thu, xác định các nguồn thu còn tiềm năng để kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý hiệu quả. Tích cực triển khai các giải pháp hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm, quý 1 năm 2022, Cục Thuế Điện Biên đã thu ngân sách nhà nước trên 366 tỷ đồng, bằng 36% dự toán Trung ương giao và bằng 15,8% dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Cục Thuế Điện Biên đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và các chế độ chính sách thuế, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi để người nộp thuế tiếp cận kịp thời đầy đủ thông tin và nâng cao ý thức chấp hành luật và các chế độ chính sách về thuế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đồng thời tiếp tục triển khai tốt các chính sách giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp người nộp thuế vượt qua khó khăn, đẩy nhanh việc hồi phục hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2022 và những năm tiếp theo, tạo nguồn thu bền vững cho ngân sách nhà nước. Thưa quý vị và các bạn, dự kiến chiến dịch tiêm vaccine phòng COVID-19 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi sẽ diễn ra vào cuối tháng 4 năm 2022. Để quá trình tiêm phòng diễn ra đảm bảo an toàn hiệu quả, ngay từ bây giờ, mỗi phụ huynh cần hiểu về chương trình tiêm phòng và chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để đồng hành cùng trẻ. Được lực lượng y tế và nhà trường đến tận nhà tư vấn, ông Vũ Đình Thân, xã Thanh Sương, huyện Điện Biên đã hiểu rõ về các nội dung thuộc chiến dịch tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Trong đó tập trung vào các nội dung chính gồm phát phiếu đồng ý tiêm chủng, các điều kiện thể chất để trẻ đủ điều kiện khám sàng lọc và tiêm, những phản ứng thường gặp, cách theo dõi các dấu hiệu bất thường sau tiêm, những lưu ý trước khi tiêm phòng COVID-19 cho trẻ. Qua đó, phụ huynh có thể chủ động đồng hành cùng trẻ trong quá trình tiêm phòng. Vừa qua thì chúng tôi cũng được họp với hội phụ huynh học sinh, nhà trường với này cục y tế của huyện cũng như trạm y tế của xã đã tuyên truyền nói về các cái tiêu chí để tiêm cho trẻ từ 6-12 tuổi. Thế thì vừa qua là hội nghị phụ huynh thì cũng đã hoàn toàn nhất trí, bởi vì đây nó là những cái rất là thiết thực thực tế để các cháu được triển khai tiếp tục cái công việc học tập. Và các cháu nhà tôi cũng như là một số cháu ở cái trường của cháu đang học đã đủ tiêu chuẩn. Thì nếu mà triển khai kế hoạch tiêm này thì tôi cho rất là tốt và rất hiệu quả. Khám sàng lọc đối với những trẻ, ví dụ như là thừa cân béo phì, có bệnh nền và bệnh nhân có tiền sử dị ứng từ độ 2 trở lên thì chúng tôi cũng bàn là sau đợt tiêm, chúng tôi khám sàng lọc và hứa hẹn một ngày là những cái bệnh nhân đấy thì chúng tôi sẽ đưa về tại bệnh viện huyện để tiêm tại một điểm để theo dõi cho nó tốt hơn. Theo các chuyên gia y tế, để góp phần giúp công tác tiêm phòng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn hiệu quả, việc tăng cường trò chuyện, trao đổi với trẻ, giúp trẻ thoải mái tâm lý trước khi tiêm phòng COVID-19 cũng là một yếu tố quan trọng. Thì về phía ngành thì cũng đã làm tốt công tác truyền thông trên các phương tiện để các bậc phụ huynh sẽ tập trung vào cách sàng lọc một cách tốt nhất và có chỉ định rồi thực hiện các biện pháp theo dõi sau tiêm một cách an toàn. Với vai trò đồng hành, sự quan tâm của mỗi phụ huynh tới con em trước, trong và sau khi tiêm vaccine phòng COVID-19 sẽ góp phần giúp chiến dịch tiêm phòng diễn ra an toàn và hiệu quả. Chiều nay, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyển sinh năm 2022. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do diễn biến dịch bệnh kéo dài, nhưng năm học vừa qua, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác tuyển sinh như truyền thông, tư vấn tuyển sinh tại hơn 90 trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trong và ngoài tỉnh, hình thành mạng lưới cộng tác viên tuyển sinh tại cơ sở, đẩy mạnh truyền thông quảng bá hình ảnh qua mạng xã hội. Kết quả năm 2021, nhiều ngành nghề tuyển sinh đạt và vượt chỉ tiêu tuyển sinh như điện công nghiệp, điện dân dụng, công nghệ ô tô. Năm 2022, Trường Cao đẳng Nghề Điện Biên dự kiến tuyển sinh trên 2.100 chỉ tiêu đối với 7 nghề cao đẳng, 10 nghề trung cấp và 14 nghề sơ cấp, tăng 100 chỉ tiêu so với năm 2021. Thời gian nhận hồ sơ từ tháng 5 đến tháng 12 năm 2022 qua hình thức tuyển sinh trực tiếp tại phòng tuyển sinh, cán bộ tuyển sinh và hình thức gián tiếp qua website, fanpage, qua phiếu đăng ký online. Thưa quý vị và các bạn, trở lại nội dung phần đầu chương trình chúng tôi đã đề cập. Trên địa bàn tỉnh Điện Biên hiện có 9 dự án trồng cây mắc ca đã được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương, được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư trên 9.200 tỷ đồng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, các dự án trồng mắc ca đang gặp nhiều khó khăn cần được tháo gỡ, ghi nhận của phóng viên thời sự.
được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên phê duyệt chủ trương đầu tư vào trung tuần tháng 8 năm 2021. Đến nay, dự án trồng mắc ca của đơn vị này mới thực hiện đo đạc quy chủ được hơn 1.000 ha, đạt 15% tổng diện tích. Đơn vị đang tiến hành làm đường băng, đào hố được gần 80 ha, mới chỉ đạt 3% so với kế hoạch năm 2022 và đạt hơn 1% so với quy mô phê duyệt của dự án. Trong quá trình thực hiện dự án thì nó cũng có một số cái khó khăn. Cái khó khăn thứ nhất đó là cái cây mắc ca là một cái cây mới ở trên địa bàn mình. Vì vậy thì cái công tác tuyên truyền nó cũng cần một cái thời gian nhất định thì nó mới đi vào được cái đến bà con mới hiểu được. Cái thứ hai nữa thì cái diện tích để trồng cây mắc ca trên địa bàn ấy thì chủ yếu là cái diện tích đất bạc màu, địa hình xa xôi và cao dốc nên là nó cũng ảnh hưởng rất là nhiều đến cái công tác thi công. Và cái thứ ba là cái về cái tiến độ giải phóng mặt bằng hiện nay thì nó cũng rất là chậm so với cái kế hoạch mà mình đặt ra. Ở một số dự án trồng cây mắc ca khác trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngoài những khó khăn về địa bàn giao thông, nhận thức của người dân không đồng đều, thì các thủ tục liên quan tới đất đai cũng đang cần được khẩn trương tháo gỡ nhằm tạo điều kiện để các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trên địa bàn xã Thanh An thì có công ty HL đang thực hiện triển khai dự án trồng cây mắc ca. Theo quy hoạch thì là diện tích trồng là 140 ha. Hiện nay thì đã trồng được 80 ha. Thì Ủy ban Nhân dân xã cũng đã phối kết hợp để thực hiện về cái quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Đến nay thì cái khó khăn lớn nhất để trong quá trình triển khai chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì có 2 hộ là không có mặt tại địa bàn và 6 hộ hiện nay thì đang chứng minh thư nhân dân thì đã bị cắt gốc và hiện nay chưa được cấp căn cước công dân mới. Hiện nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 9 dự án trồng mắc ca của 8 doanh nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư với quy mô dự kiến trồng gần 53.000 ha với tổng mức đầu tư trên 9.200 tỷ đồng. Theo đánh giá của Ban chỉ đạo tỉnh, tiến độ các dự án đang rất chậm. Đến nay chưa nhà đầu tư nào hoàn thiện dự án, lấy ý kiến thẩm định của ngành chuyên môn và địa phương liên quan tổ chức phê duyệt dự án để thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư. Hầu hết các dự án chưa tổ chức trồng cây mắc ca theo tiến độ, nội dung đã cam kết. Mới thực hiện đo đạc quy chủ được gần 9.000 ha, trồng được trên 3.600 ha trong tổng quy mô gần 53.000 ha. Chúng ta phải giải quyết những vấn đề vướng mắc về đất đai theo cái hình thức một là tìm kiếm quỹ đất cho doanh nghiệp thuê, hai là phải hình thức qua liên kết với người dân thông qua hình thức hợp tác xã thì mới có thể thúc đẩy được cái việc phát triển vùng mắc ca một cách bền vững, hiệu quả. Cái việc nhận thức của người dân để tham gia còn có rất nhiều vấn đề. Cái sự tin tưởng và sự phát triển cây mắc ca như thế nào, hiệu quả ra sao thì hiện nay là chúng ta chưa tuyên truyền một cách thấu đáo. Để giải quyết được cái tiến độ triển khai mắc ca thì đó là chúng ta phải tập trung triển khai tuyên truyền và thành lập các hợp tác xã mắc ca. Có thành lập được hợp tác xã mắc ca thì các hộ gia đình khi tham gia liên kết mới đảm bảo cái tính bền vững trong quá trình thực hiện giữa cái doanh nghiệp và người dân. Giá trị và hiệu quả kinh tế của cây mắc ca đang dần hiện hữu, tuy nhiên quá trình triển khai tại tỉnh Điện Biên cũng đang gặp những khó khăn vướng mắc nhất định về thủ tục hành chính, xác định hiện trạng đất, hình thức tham gia trồng mắc ca của người dân, trách nhiệm của nhà đầu tư, sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn và chính quyền sở tại. Đây chính là những nút thắt mà Điện Biên cần sớm tháo gỡ để nhanh chóng hoàn thành các dự án mà tỉnh đã phê duyệt. Thưa quý vị, để giải quyết việc chậm tiến độ của các dự án trồng mắc ca, tỉnh Điện Biên đã và đang tích cực triển khai nhiều giải pháp đồng bộ với quyết tâm cao nhất là tạo điều kiện cho các nhà đầu tư tập trung phát triển cây mắc ca. Tại huyện Điện Biên, từ năm 2019 đến nay đã có 4 dự án trồng cây mắc ca được Ủy ban Nhân dân tỉnh cấp phép với quy mô trên 15.000 ha. Bước đầu cho thấy cây mắc ca trồng tại các xã trong huyện Điện Biên khá phù hợp với điều kiện thời tiết, khí hậu, đất đai. Hiện nay các doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế đang đầu tư phát triển cây mắc ca tại huyện Điện Biên theo mô hình chuỗi giá trị từ khâu sản xuất cây giống, trồng đến bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Phân tích, xác định được những khó khăn, huyện Điện Biên phấn đấu mục tiêu đến hết năm 2022 sẽ trồng được 4.500 ha cây mắc ca. Ủy ban huyện đã tham mưu cho Ban Thường vụ ủy ban hành chỉ thị số 19 về tăng cường phát triển trồng cây mắc ca trên địa bàn toàn huyện. Và Ủy ban huyện cũng đã ban hành cái kế hoạch triển khai thực hiện cái chỉ thị số 19, thì trong đó tập trung vào các nội dung. Thứ nhất là yêu cầu cấp ủy, chính quyền, các xã, rồi các phòng ban chuyên môn của huyện, các đoàn thể
tăng cường tuyên truyền, vận động người dân, giải thích cho người dân về các cái cơ chế chính sách cũng như hiểu về giá trị kinh tế khi phát triển cây mắc ca. Thứ hai, Ủy ban dân huyện cũng đã thành lập các cái tổ công tác của huyện và phối hợp với từng nhà đầu tư để triển khai thực hiện từng dự án. Trong đó có cái việc là sẽ giải quyết các khó khăn vướng mắc trong thực hiện các thủ tục về đất đai. Huyện Điện Biên cũng xác định là để giải quyết được để thực hiện được các mục tiêu nhiệm vụ của trồng 4.500 ha thì cái khâu quan trọng nhất là tổ chức tuyên truyền vận động người dân để người dân phối hợp thực hiện thực đo đạc quy chủ đất đai để cho nhà đầu tư thực hiện các cái trình tự về đầu tư về đất đai để thực hiện các dự án trên địa bàn huyện. Theo ông Phạm Duy Thành, công ty cổ phần đầu tư phát triển mắc ca và giống cây lâm nghiệp Điện Biên, người đã có nhiều năm kinh nghiệm trồng mắc ca. Để giải quyết bài toán phát triển mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên, ngoài vấn đề về tích tụ đất đai của các doanh nghiệp, thì mấu chốt vẫn là sự quyết liệt của các cấp chính quyền trong tuyên truyền vận động nhân dân. Ở tỉnh Điện Biên gồm 19 dân tộc khác nhau, cho nên cái trình độ về dân trí không đồng đều. Vì thế cho nên cái biện pháp để mà tháo gỡ, để mà giải quyết cái vấn đề này thì cần phải có sự vào cuộc của các cấp chính quyền của địa phương xuống đến tận thôn bản và sự vào cuộc của doanh nghiệp để tuyên truyền để cho người dân hiểu và biết về cái hiệu quả kinh tế và cái hợp tác khi phát triển cây mắc ca. Góc độ ngành nông nghiệp, cơ quan thường trực về lĩnh vực đầu tư phát triển dự án mắc ca thì chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan trong các tổ để thường xuyên làm việc với các địa phương để kịp thời tháo gỡ những vấn đề khó khăn đã được nhận diện. Dưới góc độ cơ quan chuyên môn như Sở Tài nguyên Môi trường thì cũng phải hướng dẫn các huyện tổ chức đo đạc sử dụng hiệu quả cái công cụ đo, cách đo, cách tiếp cận và hướng dẫn về mặt chuyên môn để tháo gỡ kịp thời cái việc đo đạc giao đất giao rừng. Đây là những nhiệm vụ trọng tâm mà chúng tôi nghĩ là trong thời gian tới các ngành phải phối hợp chặt chẽ, đặc biệt là ở đây là các tổ công tác giúp việc cho ban chỉ đạo phải khẩn trương vào cuộc ngay thì mới kịp thời tháo gỡ trong thời gian tới để trong cái kế hoạch 2022 này chúng ta đáp ứng được cái tiến độ cũng như là mục tiêu kế hoạch giao là 7.000 ha. Đây là một cái bài toán mà chúng ta phải có nhiều cách giải và nhiều cái phương án để giải quyết những cái tồn tại. Nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án phát triển cây mắc ca, chiều ngày 13 tháng 4 năm 2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ban chỉ đạo dự án trồng cây mắc ca của tỉnh đã họp để triển khai tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong thời gian tới. Tại hội nghị này, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan khẩn trương rà soát, đánh giá lại các dự án chậm tiến độ theo cam kết để tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh giảm quy mô hoặc chấm dứt hoạt động của các dự án đầu tư để tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư khác. Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Ban chỉ đạo dự án tiếp tục đôn đốc các sở ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố và các doanh nghiệp có dự án trồng cây mắc ca chủ động thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thường xuyên tổ chức kiểm tra, nắm tình hình tiến độ thực hiện các dự án để hướng dẫn hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án. Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy chính quyền địa phương, hy vọng thời gian tới kế hoạch phát triển cây mắc ca trên địa bàn tỉnh Điện Biên sẽ có nhiều khởi sắc. Thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự tối nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Điện Biên. Quý vị và các bạn có thể xem lại các chương trình của đài chúng tôi tại địa chỉ website dienbientv.vn hoặc trên kênh YouTube Đài Truyền hình Điện Biên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.